Kính thưa quý vị và các bạn, đặc sản của Việt Nam chắc hẳn là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cổ đông tách ra lập công ty y chang công ty cũ, chưa kể tới cấp dưới, người nhà, thậm chí là người thân cận. Chỉ cần có chút vốn, thấy mô hình ngon là đâm đầu vào làm, nhưng thực tế nên làm lãnh đạo hay nhân viên, làm vua nước nhỏ hay làm tướng nước to. Thông thường chức vụ càng cao thu nhập càng nhiều, tuy nhiên có những trường hợp vị trí cao không hề tỷ lệ thuận với mức lương. Đơn giản vì làm sếp ở công ty nhỏ, lương thưởng chưa chắc đã bằng một chủ lính quen ở công ty lớn. Bạn sẽ chọn quyền lực hay là thu nhập? Hẳn là không ít người đã hơn một lần băn khoăn lựa chọn việc làm sếp ở công ty nhỏ hay làm lính ở công ty lớn. Bên cạnh quyền lực hay thu nhập, sự lựa chọn của bạn sẽ còn mang lại những giá trị thực tế khác. Nếu ai cũng khẳng định phải làm sếp, thì lấy ai làm lính đây? Không có công nhân người làm công thì làm sao có giám đốc này giám đốc kia? Không có người nghèo thì làm sao biết được ai giàu hơn ai? Không có người chấp nhận làm công việc ngoài đường thì làm sao có những người hàng ngày sung sính quần là áo lụa ngồi văn phòng máy lạnh đây? Đừng tự tạo áp lực cho bản thân là tại sao ta không thể trở thành vĩ nhân như những người khác. Giá trị con người không thể đánh đổi được bằng đồng tiền, và chưa chắc làm sếp hay có tiền nhiều là người có năng lực. Đồng tiền có thể đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết hay không, hay chỉ có giá trị con người mới khiến họ vẫn được nhắc đến. Hãy suy ngẫm lại những bậc vĩ nhân lưu danh từ xưa xem mấy ai là những người làm sếp, mấy ai là những người giàu có. Cả đời họ đều sống trong nghèo đói, nhưng năng lực của họ thì đến cả những thế hệ sau và sau nữa, ai dám phủ nhận. Nói cụ thể hơn trường hợp của Gia Cát Lượng, người rất có năng lực như vậy lại chọn đi làm công cho người khác thay vì tự mình khởi nghiệp làm giàu. Chúng ta cần phải hiểu rằng, có một số người đấu tranh cả đời cũng không thể đạt được điểm xuất phát của những người khác. Hơn nữa, nếu nói đến vận may và cơ hội, thì Gia Cát Lượng đúng là có tài không gặp thời. Nói tóm lại, một người muốn khởi nghiệp thành công và làm sếp thì cần có 3 yếu tố quan trọng là cơ hội, năng lực và mối quan hệ. Thiếu một cũng không được. Điều đó đồng nghĩa là bạn không thể thành công khi khởi nghiệp một cách tùy tiện. Xã hội này ai cũng dành phần làm sếp hết, để không phải bị nghi ngờ năng lực thì mấy ai làm lính đây? Tại sao phải đi so sánh một người công nhân già với một anh chàng 35 tuổi làm sếp? Chưa chắc kinh nghiệm công việc và cuộc sống của anh ta bằng người công nhân già ấy. Nói khiêm tốn hơn, người công nhân già ấy có thể sinh ra và nuôi nấng được những thế hệ tràn trề năng lực sau này bằng chính công việc mà bác ấy đang làm. Mỗi người ai cũng có một vị trí để tồn tại riêng trên cõi đời này. Công việc nào cũng cần phải tôn trọng và dám chắc rằng họ có năng lực để đảm đương những công việc đó trong xã hội hơn bạn nhiều. Suy cho cùng, làm sếp hay làm lính, làm chuyên môn hay làm quản trị vốn là vấn đề mà không ít anh chị em trăn trở cân nhắc. Mỗi vai trò đều sở hữu những quyền lợi, đi kèm với đó là áp lực mà người đảm nhận nó bắt buộc phải đối mặt. Sau đây Ngẫm Plus xin được phân tích những cái được và mất khi chúng ta làm lính ở công ty to hay làm sếp ở công ty nhỏ. Làm sếp của công ty nhỏ. Làm sếp là điều nhiều người luôn khao khát bởi những đặc quyền và danh vọng, nhưng để có được những điều này không thể không đánh đổi. Phía sau chiếc ghế giám đốc là cả một câu chuyện dài về bao thách thức và những khó khăn mà chẳng ai muốn gặp phải. Bởi vậy không sai khi nói làm sếp thật khó lắm. Nhiều người sẽ cười khẩy với suy nghĩ làm sếp vừa có tiền vừa có quyền, vinh hoa phú quý như thế thì khổ chỗ nào. Đúng, quả thực làm sếp sẽ có những thứ đó, nhưng đó là do họ chưa biết đến thế giới đen tối phía sau nó mà thôi. Hãy đặt mình vào vị trí của một nhà lãnh đạo để có thể hiểu rõ hơn. Đối với những ai đã đạt được thành công nhất định tại các tập đoàn đa quốc gia, cơ hội làm chủ dường như là một lựa chọn hấp dẫn và hợp lý. Bởi họ đã được đào tạo bài bản tại những công ty tiên tiến trên thế giới. Với những kinh nghiệm kiến thức có được, không gì có thể ngăn cản họ khởi đầu sự nghiệp mới cho riêng mình. 10 năm trở lại đây, nhiều chuyên gia cao cấp tại các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam ồ ạt ra riêng tạo thành làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ. Nhưng chỉ sau vài năm, số người bám trụ lại được càng ngày càng ít. Không ít người trong số đó từ bỏ giấc mộng khởi nghiệp, quay lại công việc làm thuê, một số khác thì hoạt động cầm chừng. Ngay cả những người từng một thời vang bóng khi làm cho tập đoàn đa quốc gia cũng đang nỗ lực tìm lối đi riêng.
Sau những năm hăm hở ban đầu, bạn chợt nhận ra rằng con đường khởi nghiệp đầy chông gai chứ không chỉ toàn hoa hồng như bạn mộng tưởng. Nói gì thì nói, bạn đã quen với cuộc sống ở tập đoàn, đi đến đâu cũng được đối tác săn đón, khiến bạn đôi khi quên mất không biết người ta tốt vì bạn hay vì cái tên quá lớn của công ty bạn đang làm. Bạn toàn làm cho khách hàng lớn, bạn mạnh tay sáng tạo, vạch ra những kế hoạch tầm cỡ bằng ngân sách tiền tỷ của công ty. Bạn làm việc trong văn phòng sang trọng, đặt tại tòa cao ốc cao cấp ngay khu trung tâm thành phố. Bạn ở khách sạn hạng sang trong những chuyến công tác nước ngoài. Bạn thấy mình ở một tầm cao mới khi được bao bọc bởi đội ngũ nhân sự hùng hậu đầy rẫy nhân tài mà công ty đã bỏ ra một khoản lương bổng trợ cấp hấp dẫn để chiêu mộ về. Ngày bước ra khởi nghiệp, bạn bỏ lại tất cả những thứ đó đằng sau. Bạn từ bỏ cái mác tập đoàn và gắn vào cái mác công ty vừa và nhỏ. Bạn vật lộn với số tiền ít ỏi có được. Bạn loay hoay tìm chỗ đứng trong thị trường đầy những công ty lớn và mạnh. Bạn cảm thấy cô đơn tột cùng khi phải một mình bươn chải. Dù bạn là sếp, lương cũng như các khoản trợ cấp khác của bạn ở công ty tí hon có thể sẽ thấp hơn nhân viên của các công ty lớn do doanh thu và lợi nhuận thấp. Hơn nữa, một số doanh nghiệp nhỏ thường thiếu bề dày kinh nghiệm và cơ cấu chặt chẽ. Điều này khó đảm bảo cho bạn một công việc ổn định. Đồng thời cũng phải chấp nhận khả năng bạn có thể sẽ bị kém thế hơn sếp hoặc thậm chí nhân viên ở những công ty lớn. Thực tế, trong lúc khó khăn, bạn mới là người phải làm thuê cho nhân viên, phải tạo ra các hợp đồng để nuôi quân, cắm nhà để trả lương và cắm xe để thưởng Tết. Bạn đừng nghĩ là làm chủ sẽ không bị phụ thuộc vào người khác. Thực tế là càng làm chủ thì càng phụ thuộc vào nhiều người, đó là đối tác, khách hàng, chính quyền, ngân hàng, v.v. Quyền tự quyết tương đương với việc bạn phải chịu trách nhiệm và tổn thất. Trên đời này, bất kỳ ai đều có sự ràng buộc với một ai đó, cho nên bạn cần phải cân nhắc đánh đổi giữa quyền lực và gánh nặng. Tuy nhiên, theo một góc nhìn khác, khi làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ, bạn sẽ đảm trách nhiều nhiệm vụ khác nhau, có cơ hội chứng tỏ năng lực của bản thân. Khi làm sếp, bạn sẽ được chủ động giải quyết vấn đề lớn nhỏ của công ty và nắm trong tay quyền điều hành cả đội ngũ nhân viên dù là ít. Ngoài ra, bạn sẽ được tích lũy được nhiều kỹ năng mới trong công việc, cũng như có môi trường phù hợp để rèn luyện phương pháp quản lý và khả năng lãnh đạo. Làm lính của công ty lớn. Tính ổn định, các khoản thu nhập tương đối tốt, cùng rất nhiều cơ hội để bạn chứng tỏ khả năng phát triển sự nghiệp của mình. Đấy là những ưu điểm khi bạn đầu quân cho một gã khổng lồ nào đấy. Bạn cũng sẽ học hỏi được rất nhiều về sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức công việc ở một công ty lớn. Ngoài ra là nhân viên của một công ty lớn, kể ra thì cũng oai. Tuy nhiên, mặt trái của sự oai phong chính là mức độ áp lực công việc khá cao. Quỹ thời gian nghỉ ngơi quý báu của bạn sẽ nhanh chóng bị rút gọn khi bạn tối tăm mặt mũi quay vòng với lịch làm việc dày đặc. Đó là chưa kể việc đôi lúc bạn sẽ còn phải đương đầu với sự cạnh tranh khá gay gắt từ đồng nghiệp. Qua những phân tích trên đây, bạn sẽ chọn quyền lực hay là thu nhập? Làm sếp ở công ty nhỏ và làm lính ở công ty lớn, vị trí nào phù hợp với bạn nhất? Theo tôi, điều đó phụ thuộc vào tính cách và khả năng, sở thích và kinh nghiệm của bạn. Nếu làm sếp, bạn sẽ có uy quyền hơn, nhưng đồng thời trách nhiệm cũng sẽ nặng nề hơn. Làm sếp khó đấy đâu phải chuyện đùa, bởi những quyết định bạn đưa ra ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành của công ty. Do đó, để trở thành người sếp giỏi, bạn cần phải có thực lực, kiến thức rộng, khả năng phân tích, đánh giá sắc bén và tầm nhìn xa. Ngược lại, có thể hiện tại bạn chọn cách ẩn mình trong công ty lớn để thu thập kinh nghiệm cho nấc thang mới, trở thành sếp cho công ty của riêng bạn, hoặc củng cố khả năng lãnh đạo ở công ty nhỏ, rồi bất ngờ một ngày đẹp trời, bạn đứng vào vị trí chủ chốt tại một gã khổng lồ danh tiếng. Những bước đệm ấy là một phần rất quan trọng trong tiến trình sự nghiệp của bạn. Điều quan trọng hơn cả không phải là chuyện làm sếp hay làm lính, mà là chọn công việc phù hợp nhất và bạn thật sự đam mê để qua đó, bạn có thể phát huy hết nội lực. Một khi đã xác định rõ con đường của mình, bạn hẳn sẽ không còn vướng bận bởi nỗi băn khoăn chọn lựa giữa làm sếp hay làm lính. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.